Mình xin giới thiệu với anh em là con nhái bầu ha. Đây mình có đủ loại nhái hết, nhưng mà hôm nay mình muốn nói đó là con nhái bầu. Đây là nhái cắm câu, nhái cắm câu anh em, nhái câu lô, nhái cắm câu đủ loại. Đây mình cố gắng bữa nay mình bắt con nhái bầu cắm tại đầu cầu vậy đó. Hôm nay mình kiếm con nhái bầu, mình giới thiệu cho anh em xem. Đây thì nhái này là nhái cắm câu ha. Nhái này câu lô cũng được, nhưng mà nó hơi nhỏ, cá lóc nhỏ. Còn đây con này thì cũng câu lô được nhưng mà hơi nhỏ. Có nhái đại nhưng mà mình nhốt bên cái khay khác. Mình sẽ cố gắng mình kiếm con nhái bầu cho anh em xem. Đây, đây là con nhái bầu đây. Có ai biết con này là con gì không? Ồ, cũng lẹ nhỉ. Đâu à? Đây đây, con nhái bầu là con nhái này nè. Số này mình bắt được mấy bé nhái bầu. Nó nhảy hay lắm. Đây, nhai bầu ha, chính xác là nhai bầu đó. Ôi dạ, cái nhai bầu này mạnh lắm. Vậy nhai bầu nó khác với nhái đồng ở chỗ là nó bầu thôi, nó bơi, nó sống dưới nước. Còn con nhái thường thì nó sống trên khô ha, nhai bầu thì nó sống ở dưới nước. Còn con nhái cơm của mình thì nó sống trên cạn, khi nào giao phối đẻ uống nước tắm rửa thì nó mới xuống dưới thôi. Mình đi tìm bé nhái bầu nó mất tiêu rồi. Đây sáng nó được 5-7 con gì đó, nó lặn rồi. Đây, đây được con bé nữa đây. Bé nhái bầu, bé này đẹp trai. Nhái bầu, nhái bầu. Đủ cỡ, đủ size các em. Size này thì nó tầm cỡ 500 con trên 1 ký nè. Tay đó cho cái rồng, xe bé như là cho cái rồng có 500 con trên 1 ký, nhỏ như đầu đũa, nhỏ hơn tôi út mình, nhỏ hơn đầu đũa này. Đây bé nhai bầu đây, đây là một bé nhai bầu, bé nhai bầu, bé nhai bầu, cận cảnh bé nhai bầu, bầu nỉnh vậy đó, nhai bầu ha. Rồi nhé đồng với nhé bầu đó, cái bầu nằm ở giữa ha. Nhé bầu mình ship toàn quốc ha, ship hàng toàn quốc. Nhé bầu giờ là nó siêu hiếm rồi. Nhái bầu mà cắm câu dưới đầu cầu thì quá hiếm rồi, siêu hiếm, siêu hiếm, nhưng mà vẫn có đấy. Wow. Mất tiêu lẹ lắm, không mất tiêu nhái bầu. Nhái bầu bắt con nhái bầu cắm tại đầu cầu. Nhái bầu với thường nó khác nhau ha. Bầu cái màu da nó sẫm lại. Nhìn cái
cái da của nó khác, da nó sần sùi. Cái mình nó bầu, gọi là nhái bầu. Đây, bầu đây. Nhái bầu đây, nhái bầu đây, nhái bầu đây. Ôi dồi 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 dồi. Đó. Còn nhái câu lô. Câu lô thì đây. Câu lô thì đây. Câu lô nó bự ha. Nó tầm cỡ 8-90 con ký. Tầm cỡ 8-90 con ký, 100 con ký. Đây, câu lô đấy. Nhá này thì bự rồi đó. Nấy này thì nó tầm cỡ 130-120. Có một số con thì cũng tương đối. Cái này nhá này cứ tầm 120-121 con một ký ha. Chút nữa thì mình sẽ lựa cái đá con kia ra thì nó có lời bự hơn. Thương thì nó tầm cỡ 100 con, 80 con. Anh em nhớ ủng hộ mình ha. Cảm ơn.